Chào mọi người. Trong cái video này giới thiệu tới mọi người một cái app rất là lợi hại, đó là Viber. Cộng đồng người Việt miền Nam, người Việt mình ở khắp nơi trên thế giới và tốn rất là nhiều tiền để gọi cho nhau. Và bây giờ ai cũng có mạng, có điện thoại thông minh, một smartphone, cho nên việc mà gọi thoại như vậy đó sẽ dần dần biến mất, không còn phải tốn tiền gọi những điện thoại xa overseas nữa, gọi qua hải ngoại để gọi về Việt Nam. Thì Viber này nó tương tự như là Skype, mà nó lợi hại hơn Skype về cái chỗ là mình cài vào đó, nó không cần phải, mình không cần phải đăng ký username như Skype. Nó tự động nó gọi ai trong cái căn thật của mình. Có vài bằng thì nó list ra, nó liệt kê ra mình cứ tự chọn. Thì ai có dùng iPhone đó thì coi qua cái này, còn nếu mà dùng Android mấy cái HTC hay mấy cái khác thì cũng tương tự thôi, nó cũng chỉ sơ thôi. Thì đầu tiên là nhấn vào App Store ha. Như App Store thì mình có cái nút search ở dưới này, nó được theo đó. Đến search thì gắn cái chữ Viber vô. Đến nút search thì ok, thì nó ra cái dùng đồ chế rồi quyền và cái người tím. Thì khi mà cài thì nó sẽ bắt đầu chạy xong cái nó hỏi mình thì mình bảo số điện thoại rồi này, cái số vùng sẵn rồi thì mình cứ việc mình sẽ rồi. Thì bước kế là nó sẽ gửi cho mình, nhắn tin cho mình một cái bốn số, nhắn tin bản tin nó là bốn số. Thì mình lấy bốn số đó mình mở vào, thì nó sẽ hỏi là mình vào, mình có cho nó phép nó vào cái danh sách địa chỉ của mình để mà điện thoại của mình để nó coi ai có vào đó, thì mình mới ok ha. Sau đó nó chạy một hồi cho nó coi chạy vào cái gì vừa chút hơn một chút gì đó, rồi nó coi xong rồi nó ra tất cả những người mình có vào đó. Nếu mà nhấn vào nút ô thì nó ra là người có vai bờ, người thì nó có chữ vai bờ này, còn người không có vai bờ thì nó không có cái chữ này. Thì mình biết là ai người có vai bờ đó, bờ có hơn một phần gia ở dưới đây, các nhấn đối cộng. Thì khi mà muốn cái hình mình gọi cho ai, hình mình nó hiện lên đó, để nhìn vào mặt mình thì có biết cái bóc phone mình vào mò từ mình đến mức đo đây này, nên bây giờ cái này phải cho mình đánh vào cái được cái được thì nó ra cái chọn cái là cái hình là cái đấy. Nhưng mà lại có chỉ thêm bây giờ tại sao là bây giờ mình gọi thoại là mình gọi thoại nó biết khui cô, còn nếu mà mình gọi nhắn tin ra mình muốn khui khách nó như thế này, rồi nó ra như là mình nhắn tin rồi nó nút xem rồi nó làm cái mà mình đi đâu mình gọi đi cho người ta. Rồi bây giờ mình thấy được hình đó, mình đợi cái hình mình vô ha, thì đến cái edit đây ha. À, free call thì nó cũng tương tự như là gọi điện thoại thường thôi, hệ thống như vậy. Đến speaker thì có thể nghe được rồi, còn không cần phải lấy tai, đến cái keypad rồi nhỏ số thẳng nghe, đến hold thì người ta có nghe nó đến mute, người ta mình gần cái phương khác mình đến mute thì phải thấy là nó cũng nghe được. Thì bước kế là
Tôi muốn thẳng đấy, ví dụ thẳng thẳng vô đây ha, đến khi pa thì ha, rồi đến cuối. Ví dụ như là mình ở Úc, đến với cạnh này, như thế này, cộng một, ha, ở Úc là 61, cộng 61, thì sẽ là cái số vừa, cái số điện thoại. Rồi là bên Mỹ thì là như vô là cộng một rồi ba hai bốn hay gì đó, sau đó là cái số điện thoại rồi ok thì khi mình nhấn mô á mình vào đây là mô thì nó ra cái hình này mình nhấn đây được thì mình chỉ hình khác rồi ha, nó được nó ra cái này mình nhấn change, nhấn change change cái mình chọn cái hình ví dụ chọn hình này được rồi cái nó ra thì bây giờ là tới tiếp theo lúc thì mình nhấn vào cái nó sẽ có cái chi tiết thì mình nhấn trước rồi rồi là những cái hình vuông này tôi viết rồi cái mình bỏ rút rút mà mình có thể là gửi nhắn tin cho 5 7 người cùng một lúc thì mình vào thì mình chọn những người tôi nhớ phải đi trước thôi cái nó hiện lên tên ở đây đó thì cái một một người nhắn có thể 3 4 người tôi nhận được nhé rồi mình có thể thay đổi cái tên tên của cái nhóm đó giúp mình nhóm những người nhắn như thế này và cái một người tôi mình chọn những người đầu tiên ra và cái này thực tế mình gọi tên về hết thì cũng tâm tâm mình đến là add more này mình xuống dưới cái danh sách của cái group cuối cùng nó có add more nên là mình ra đây mình bật cái mình bật tên mình ra thì mình có nhớ rằng là mình ra là group mình delete cái group mà nhấn edit thôi nút tôi được mình đâu rồi mà bây giờ nó nhập thành công nhấn nút tôi được cái từ nó ra là danh sách nó nhiều thích giờ bớt cái từ thì cái lưu đỏ để nhấn cái delete rồi bây giờ cái cuối cùng đó là có thể là giống như bên Yahoo đó mình có thể là online hoặc là offline mình muốn đi mall ha mình đi mall mình muốn đi shopping rồi 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 nó có một cái là có cái gì đó màu đầu tiên nó có một cái gọi là xếp tình rồi rồi những cái xếp tình rồi thì nó ra cái cái thì khi mình để off á là không có ai coi không có thấy mình ngồi đây thật tưởng là mình đang ngủ off thôi bây giờ ai xài cái hệ thống Android hay là cái cũng dạng khác á thì là Play Store Play Store xong rồi cái cho mình tới những độ số là gọi là code cái gọi cái code cho mình lấy code vào vô đó mình gọi số thì cái thể hợp này rồi mình cũng nhấn ok để nó cho mình vào cái address của cái nhân gia đình của mình rồi mở tên hình rồi gọi như vậy thì giúp khách cũng tương tự như vậy rồi bây giờ là tới mình cài trong công cài ha mình vào chữ www.viber.com trong đây thì nó có Windows ha download về thì chúng ta vô thì nó sẽ hỏi là mình có cái hệ thống gì
Mình chat thì nó cũng chạy vô nó cũng chạy vô cái hệ thống Viber, thì cái nhóm này cũng hệ thống này.